Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel review nước hoa của mình. Thì hôm nay mình sẽ review tiếp tục một chai nước hoa khác của nhà Valentino, đó là chai Uomo Intense. Thì chai nước hoa này á, khi mà mới bắt đầu xịt đó các bạn, nó có cái mùi hương giống cái chai Dior Homme Intense. Đó, rất là giống. Nhưng mà giống chỉ có là khi mà các bạn mới bắt đầu xịt thôi. Còn các bạn để cho nó cái độ dry down của nó xuống á, thì hai chai nó hoàn toàn khác nhau. Thì để mình review chai Valentino Uomo Intense này xong á, mình sẽ phân tích hai cái chai nó khác nhau ở điểm nào. Thì cái chai này á, nó ra mắt vào năm 2016, nồng độ của nó là Eau de Parfum, perfumer của nó là ông Olivier Porch. Thì ông này á, ông làm một số chai nước hoa, như hôm bữa mình đã review cái chai Salvatore Ferragamo F Black á, là ông review cái chai Bleu de Chanel Parfum năm 2018 mới ra nè. Rồi của Chanel luôn, là chai Rabriel, với lại mấy cái chai dòng exclusive của Chanel á, với lại Dior Homme 2005. Cái này Dior Homme Intense nha các bạn. Cái ông này ông làm cái chai Dior Homme 2005. Thì đó là lý do tại sao các bạn thấy cái chai này nè, nó giống, có cái nét giống Dior Homme vậy đó. Với lại ông làm mấy cái chai D&G D1, hai nồng độ là EDT với EDP, Monaco dành cho nữ, rồi La Vie Est Belle của Lancôme, rồi Paco Rabanne Invictus của nam, với lại chai Midnight in Paris của Van Cleef & Arpels. Cái đó là về giá tiền của nó đó, thì 50ml của nó là 84 đồng, và 100ml của nó là 104 đồng. Hương cái nhóm hương của nó là hương đầu gồm có mùi cam nè, rồi cây sô thơm là Clary Sage á. Hương giữa của nó là có hoa diên vĩ với đậu tonka. Hương cuối của nó gồm có là mùi vani với là da thuộc. Rồi á, thì để mình phân tích cho các bạn biết á, là cái chai này nó khác cái chai Dior Homme Intense ở điểm nào. Là các bạn thấy không, cái chai này cái mở đầu của nó sẽ có, các bạn sẽ cảm thấy cái mùi cam. Mình không thực sự ngửi được cái mùi Clary Sage, cái mùi cây sô thơm của nó, mình không có ngửi được, nhưng mà mình ngửi được cái mùi cam. Mà các bạn biết hai cái chai này á, Valentino Uomo Intense với lại Dior Homme Intense á, khi mà mới bắt đầu xịt á, cái chai này nó sẽ cay nồng hơn là cái chai này. Nó không phải cay mà cái dạng tiêu, mà nó cồn nhiều hơn, nó alcohol nó nhiều hơn là cái chai Dior Homme Intense. Thì khi mà các bạn xịt Dior Homme Intense á, xịt lên cái các bạn sẽ ngửi được cái mùi hoa diên vĩ nè, với lại hoa ải hương đó. Còn cái này khi mà các bạn xịt á, thì mới đâu nó nhiều mùi alcohol, mùi cồn với lại mùi cam. Các bạn ngửi được mùi hoa diên vĩ nữa. Đó là lý do tại sao các bạn ngửi hai chai nó có nét giống nhau. Nhưng mà khi mà khoảng chừng 15 phút, nửa tiếng sau, thì các bạn sẽ ngửi hai cái chai này rất là khác nhau đó. Thì cái chai này á các bạn, để mình so sánh hai chai này là vậy nè. Cái chai này á, so sánh về cái độ dry down của nó, là cái chai này á, các bạn xịt xong á, chừng nửa tiếng tới 1 tiếng sau bắt đầu cái độ dry down của nó, các bạn sẽ vẫn còn ngửi được cái mùi hoa diên vĩ, nhưng mà các bạn cũng ngửi thêm được cái mùi gỗ tuyết tùng này nọ rồi nữa. Còn cái chai Valentino Uomo Intense này á, thì cái độ dry down của nó, cái mùi hoa diên vĩ của nó yếu hơn, nhưng mà cái mùi mạnh nhất của nó đó là cái mùi giống như mùi da thuộc với mùi vani với lại mùi đậu tonka. Thì các bạn biết á, là cái mùi vani á, mình xin lỗi, cái mùi đậu tonka nó có cái mùi hương giống y chang cái mùi vani, cho nên hai cái nó kết hợp với nhau rất là hợp đó. Thì các bạn đã hiểu là hai cái nó khác nhau điểm nào đúng không? Mình không có lặp lại nữa, thì các bạn muốn coi lại các bạn tua lại đi, tại vì nếu mà mình cứ lặp đi lặp lại thì các bạn sẽ nói là mình cứ nói dòng do hoài đó. Thì mình sẽ nói tiếp tục. Ok, thì cái độ lưu hương của chai này á, là nó lưu hương trên da của mình có 6 tiếng thôi. Tại sao? Tại vì các bạn biết không, đang mùa hè thì một số bạn sẽ nói là một số bạn sẽ đặt câu hỏi là chai này xài vào trong mùa đông, mà sao, tại sao mùa hè mình lại lấy ra review thì làm sao mà chính xác được? Thì câu trả lời rất là đơn giản, đó là channel của mình chủ yếu là dành cho người Việt. Bên Việt Nam các bạn thấy không, rất là nóng, chỉ phổ biến những cái chai dạng tươi mát có mùi chanh nè, bưởi rồi cam, cho nên những cái chai mà có mùi hương da thuộc như chai này nè, hay là hổ phách đó, rất là khó xài. Nhưng mà không hẳn là không có ai xài, cũng có người xài đúng không? Thì sẵn hôm nay mình review chai này thì các bạn có thể tham khảo thêm kinh nghiệm của mình khi mà mình dùng cái chai nước hoa này dành cho mùa đông vào thời tiết đang oi bức của mùa hè nó như thế nào đó. Thì mình đã nói là rất là nhiều người so sánh giữa hai cái chai này. Thì nói về mà độ lưu hương á,
thì cái da này nó lương trên da mình hồi nãy mình đã nói là 6 tiếng, còn lương trên quần áo là hơn 8 tiếng đó. Độ tỏa hương của nó thì mới bắt đầu xịt đó, nó tỏa hương khoảng một cánh tay, sau một tiếng thì nó giảm dần cho tới 4 tiếng thứ tư nó thành skin sand đó. Thời điểm khuyên dùng của nó thì mình nghĩ trang này là xài vào mùa thu đông hoặc là mùa xuân mùa thu đông, miễn là thời tiết nó mát mát chút xíu là được rồi. Còn trời nóng á, thì các bạn mùa hè á, thì các bạn nên xài vào ban đêm đó, để ban ngày thì xài nóng quá nó không hợp. Xịt bao nhiêu lần thì mình khuyên là xịt từ 2 tới 4 shot. Ok, còn phần chấm điểm của chai này á, là giá tiền của nó mình chấm 5/5. Thì nó ngộ cái là vậy nè, cái chai này á, 100ml của nó là 104 đồng. Thì thường thường á, bên Việt Nam họ bán rất là nhiều, giá lộn xộn hết á. Có người bán 1,5 triệu chai này, có người bán 2,2 triệu, có người bán 2,5 triệu, thì mình không biết bao nhiêu. Nhưng mà so với lại cái chai này, đối với một số chai dòng designer á, thì 100ml cho 104 đồng là dạng rẻ đó, cho nên mình chấm nó là 5/5. Còn độ hấp dẫn của nó mình chấm nó 4/5. Thì thực sự mà nói giữa hai chai này á, nếu mà cho mình chọn một cái mùi hương mà dạng mùi hoa dương vĩ, hoa phấn, rồi mùi da thuộc đồ á, giống như dạng vậy đi, thì giữa Dior Homme Intense với lại Valentino Umo Intense thì mình sẽ chọn cái chai Dior Homme Intense này hơn đó. Tại vì khi mà nó độ dry down đó, nãy mình đã nói rồi đó, là cái này nó hoa dương vĩ nhiều hơn, mình ngửi đã hơn là cái này dry down của nó mùi vanilla nó ngọt hơn đó, cho nên mình thích cái mùi này hơn. Độ lưu hương của nó thì mình chấm nó 4/5 đó, là tại nó lưu hương trên da mình vào mùa hè. Thì cái độ lưu hương cái điểm này á, là mình chấm tại thời điểm này, có nghĩa là thời điểm mùa hè chứ không phải mùa đông nha các bạn. Có thể mùa đông mình sẽ thử lại rồi xong mình sẽ update sau cho các bạn biết, nhưng mà hiện tại mùa hè thì mình chấm nó 4/5. Còn độ tỏa hương của nó mình chấm nó 4/5, độ linh hoạt của nó mình chấm nó 5/5 là rất là dễ xài. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà mình ngửi cái mùi hương này á, mình nghĩ tới người này nè các bạn, Adam Levine. Thì cái ông này là trưởng nhóm của nhóm nhạc Maroon 5 á. Thì đó, thì cái mùi hương này đi, thì nó có da thuộc nè, rồi xong nó có mùi phấn. Thì các bạn thấy không, nhìn mặt rất là baby, mà nhìn mặc áo da rồi nhìn giống như là ca sĩ nhạc rock. Thì ông này là ca sĩ nhạc rock mà, đúng không? Thì nói chung mà rất là nhìn đó, thì mình ngửi cái mùi Valentino Umo này mình nghĩ tới Adam Levine. Còn khi mà mình ngửi tới mùi Dior Homme Intense á, thì mình nghĩ tới cái ông này, Captain America ha, các bạn ha, nhìn rất là đàn ông. Thì hai cái chai này á, cái chai này mình ngửi nó đàn ông hơn là cái chai này. Cái chai này ngửi cái mùi nó, tại vì nó có cái mùi ngọt của vani ấy, cho nên nó trẻ trung hơn đó. Thì riêng cá nhân mình á, là mình thích cái mùi này hơn, tại vì nhìn nó nam tính hơn, nó nam tính hơn là cái Valentino Umo Intense đó. Thì tổng số điểm của chai này mình chấm nó 4.4/5. Thì cái chai Dior Homme Intense này mình chấm nó 4.6/5, thì nó hơn chai này có 0.2 thôi. Nhưng các bạn có thể so sánh, các bạn có thể coi lại cái clip kia, các bạn có thể so sánh giữa hai chai. Nhưng mà riêng cá nhân mình là mình thích cái chai Dior Homme Intense này hơn. Ok, thì mình không có làm mất thời gian của các bạn. Coi như là clip này mình đã review xong cái chai Valentino Umo Intense rồi đó. Thì bạn nào có muốn tìm hiểu thêm á, thì các bạn có thể kiếm sample, hoặc là các bạn có thể tới mall xịt thử coi cái mùi hương này có phù hợp với các bạn không, có phù hợp với khí hậu bên Việt Nam trời nóng hay không đó. Thì chai này nó xài vào mùa lạnh nha các bạn, nhưng mà ý là mình test thử coi mùa nóng nó như thế nào thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào clip sau. Chào tạm biệt.